Xin gửi tới quý vị và các bạn bài thơ vui Cuộc hội ý bất đắc dĩ. Trước trận đấu Việt Nam UEA, Le à, chú cũng biết rồi, tối nay anh đích được ngồi dưới sân trước một trận đấu khó khăn. UAE chẳng dễ nhằn với ta, vừa là đội nước chủ nhà, lượt đi lại nếm của ta một chày, thành ra đang rất a cay, cho nên chắc chắn trận này khó chơi. Trước khi lên khán đài ngồi, anh gửi lại chú mấy lời chối chăng, để cho các chú biết đằng chỉ huy đội bóng sao vàng tối nay. Trước tiên anh cũng nói ngay, vé vào vòng tiếp tầm tay ta rồi, trận này đã hết mình thôi, thắng thì càng tốt, hòa rồi chẳng sao, miễn là phải đá thế nào, đừng để phai nhạt màu sao sắc cờ. Bọn này cũng rất chân to, coi chừng bọn nó phang giò nghe không. Thế rồi cầu thủ Trung Đông hầu như đều rất nhiều lông quanh mồm, cho nên đừng để nó ôm, coi chừng lây bệnh dê sồm nghe chưa. Anh ngồi sẽ chọn chỗ thưa, lâu lâu chú nhớ phải đưa mắt nhìn, thấy tay anh đặt con chim, chít cha đặt chỗ con tim anh nhầm, là anh đang rất yên tâm, cứ vậy mà đá chỉ cần hăng say. Nếu anh dang rộng hai tay là dồn công lực vào hai cánh gà, bên nào anh duỗi chân ra thì là cánh ấy vít ga mạnh vào. Đầu anh mà ngửa ra sau nghĩa là tạt cánh đánh đầu, hiểu không? Nếu anh gãi gãi dưới mông là lo phòng ngự tấn công tạm dừng, tay anh để chỗ củ gừng nghĩa là chú ý coi chừng nó phang. Nếu anh đứng dậy hiên ngang, hai tay chống nạnh kho hàng ưỡn ra, nghĩa là chịu khó sút xa, cứ làm như vậy thì là không lo. Đó là một số dặn dò về phần chiến thuật dành cho trận này, yêu cầu chú phải nhớ ngay, kẻo rồi vào trận loay hoay tìm bài. Cuối cùng anh chúc tối nay chú cùng với các chàng trai sao vàng mang về chiến thắng vẻ vang, đường vào ân cúp thênh thang đang chờ. Bài thơ tác giả Thanh Vịnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.